Hay là mọi người bây giờ mình đang ở trên đường đi lên Trà Vinh à, các bạn nghĩ là mình lên Trà Vinh có cái gì đó vui lắm đúng không? Nhưng mà không đâu, mình phải chám tới tận 6 cây gang nữa. Hồi đó là mình có chám 3 cây gang rồi, nhưng mà 3 cây đó là do nó bị mẻ nên mình mới chám. Còn mấy cái cây mà mình chám gần đây là do là nó bị sâu. Tuy là mình hay đi chám gang hoài luôn rồi, nhưng mà mỗi lần mà vô lại thì mình vẫn thừa đau, tại vì nó đau thiệt mà. Mình vô thì mình không có hẹn với người ta trước nên là bây giờ phải ngồi đợi tầm 1 tiếng gì đó thì cũng không có sao, thì ngồi cũng một chút xíu à. Lúc mà còn ngồi ở ngoài đợi thì cái cảm giác nó rất là bình thường, mà vừa vô cái phòng cái trời đất ơi nó lạnh, rồi xong cảm giác nó run người luôn á trời. Mình dự định là quay luôn cái khúc mà mình chám gan, nhưng mà có điều là ngại quá không có dám quay, nhưng mà thôi cũng kệ tại vì mình còn nhiều lần chám mà, chứ đâu có phải là có lần này không đâu. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Thì lại giờ mình chám gan xong nè, mình đâu có quay gì đâu, tự nhiên xong cái xong luôn à, mình cũng không biết nói sao nữa, mà tóm lại là mình chám gan xong rồi. Các bạn thấy video nhanh vậy thôi nhưng mà mình phải trải qua hơn 2 tiếng đó. Ở nhà thì mình dự tính là chám có 3 cây thôi, nhưng mà lên đây lòi gan sao tùm lum hết trơn, cái cuối cùng là chám 6 cây luôn. Bạn nào mà có cây gan đang sâu á thì mình nghĩ là các bạn nên đi chám đi, thì thử nghiệm một lần cho biết, cho dù đau hay không đau thì cũng phải giúp mình thôi. Thí dụ mốt mà mình để cây gan lâu quá thì nó gãy, mình phải trồng cây mới nó còn đau hơn dữ nữa. Thì mình chám 6 cây gan là 3 cây gan ở trong cùng bên phải với 3 cây gan ở trong cùng bên trái luôn. Trời ơi trời, và kiểu mình thấy không có đau lắm, nó chỉ hơi nhức nhức tê tê thôi. Sau khi mà mình chám gan xong á thì trời nó tối thui luôn rồi, mà mình vẫn chưa muốn về nhà, tại vì lâu lâu mới lên Trà Vinh một lần mà, nên là mình với anh hai mình sẽ đi chơi. Cái cảm giác đi ngoài đường mà còn trời tối nữa là trời, nó cơ nó đã mà nó tuyệt vời, nó cảm giác nó vừa lạnh mà nó vừa đẹp đó sao á. Địa điểm mà mình với anh hai đi đầu tiên nó chính là siêu thị Go, tại vì muốn lên siêu thị chơi vậy thôi chứ không biết làm sao. Cái ngày mà mình đi là cũng sắp Giáng sinh rồi, là trên đây nó trang trí rất là nhiều cái thông luôn, trời ơi chụp hình siêu đã luôn. Muốn vô mua giày thì vô đây nè, hết rồi, búp bê sandal gì cái này là anh hai kêu mình là đẩy xe đẩy đi, rồi xong anh hai quay từ sau lưng cho, rồi cái nào mà ưng á thì tự chụp màn hình lại. Ừ cũng ok, cũng được. Mình kêu anh hai mình quay thẳng mà cuối cùng anh hai mình cũng lật ngang à, tại vì anh hai mình thích cái góc rộng hay sao á, quay mà thích rộng không à. Mọi người mà ai có rảnh á thì nghiêng cái cổ qua bên ấy coi nha, còn không rảnh thì thôi đi, chứ nghiêng cổ quá cũng quẹo cổ. Chủ yếu mà mình vô siêu thị là chỉ chụp hình thôi, còn mua đồ thì mua lại vài vài thứ thôi chứ không có cần mua nhiều gì hết trơn á. Anh hai thì chỉ biết quay chung mình thôi chứ ít khi mà quay chung với mình lắm, tại anh hai của mình ngại. Mỗi lần mà quay đưa điện thoại qua bên anh hai mà không nói trước cái là quạo liền nha, che mặt liền đồ các kiểu liền, không chịu quay đâu. Sau một thời gian lòng vòng ở trong siêu thị thì cuối cùng cũng phải đi về thôi chứ không lẽ ở đây hoài trời. Với lại là trời cũng đã tối rồi, từ Trà Vinh về tới nhà mình là tầm 1 tiếng nữa mọi người, nên là phải về sớm sớm chứ không thôi về trễ nữa. Cái mặt này của mình là cũng buồn ngủ lắm rồi nè, lúc mà chấm răng là mình nhém ngủ luôn rồi đó. Đáng lẽ là định đi về rồi nhưng mà tại vì đi ngang siêu thị Wincom á, nó có một cái cây thông rất là to luôn, nên là anh hai mình dừng lại cho mình chụp hình. Đáng lẽ lúc này là có đường về rồi mà tại vì anh hai mình muốn quay cái chợ Chợ Dinh cho mọi người xem á, nên là giờ anh hai mình đang chạy ngược vòng lại để cho mình quay. Thì cảm giác là anh hai mình siêu rảnh luôn, mà có điều là anh hai mình muốn quay đẹp nên là phải hy sinh một xíu, là kiểu tốn xăng một xíu thôi. Mình quay hơi là xa nên là cái chữ chợ Chợ Dinh nó hơi bị mờ ha. Với lại là cái điện thoại nó hơi bị cùi, nó quay ban đêm không có rõ nét gì hết trơn à, mờ câm à. Dạo này thì mình sắp thi rồi nên là cái gì học bài thì mình sẽ đem lên hàng đầu, còn cái gì chỉnh video thì mình làm biến quá, để là nào mình thi xong thì mình sẽ đăng nhiều hơn ha. Không biết là chỗ các bạn có thi chưa, nhưng mà nếu chưa thi thì mình chúc các bạn thi tốt. Vậy thôi, bye bye.